Thưa quý vị và các bạn, công tác hòa giải cơ sở góp phần rất quan trọng trong việc giữ gìn tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho nhà nước. Bên cạnh đó, hòa giải cơ sở còn là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền tảng pháp luật, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trước tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Sở Tư pháp Lâm Đồng đã tập trung tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên và những người làm công tác tư pháp cơ sở và các ngành hữu quan để đẩy mạnh hoạt động áp dụng vào thực tế đời sống nhân dân. Trước những khó khăn nhất định trong hoạt động hòa giải cơ sở, những năm qua, Sở Tư pháp tỉnh nhà đã tích cực triển khai nhiệm vụ này về tận các khu dân cư, nhất là các khu vực vùng sâu vùng xa. Những buổi tập huấn luật hòa giải, kinh nghiệm hòa giải cũng như vai trò trách nhiệm của người cán bộ làm công tác hòa giải được truyền đạt chi tiết cụ thể đến từng thành viên. Để những buổi tập huấn thế này đạt hiệu quả, không nặng tính hình thức và thực tiễn là diễn đàn trao đổi và học hỏi nâng cao kiến thức kinh nghiệm trong công tác hòa giải cơ sở. Phòng tuyên truyền phổ biến luật pháp luật Sở Tư pháp đã chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản các nội dung cần thảo luận. Những nét mới trong các văn bản pháp luật về công tác hòa giải cơ sở luôn được chú trọng truyền đạt. Nhờ cách làm này cũng như sự quan tâm động viên kịp thời của các ngành chức năng, nên đội ngũ làm công tác hòa giải ở các địa phương đã từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình. Những buổi về với dân để tìm hiểu, chia sẻ khó khăn cũng như những tâm tư nguyện vọng của bà con được thực hiện đều đặn hơn. Cách thức, hình thức thực hiện cũng được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Nhờ đó đã giúp giải quyết được nhiều khúc mắc, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống thường nhật. Thành phần của tổ hòa giải là gồm có đa số là mặt trận, thôn trưởng và các thành phần của tổ hòa giải là các ban ngành, đoàn thể, và đối với các thôn đồng bào dân tộc thì có là trưởng thôn, có già làng chức sắc. Để công tác hòa giải thì đa số một số các vụ hòa giải mà phức tạp thì ban xã cũng đã tổ chức triển khai trực tiếp hòa giải tại cơ sở để tránh những cái bức xúc mà ảnh hưởng đến mà người sống của người dân. Phải làm công tác động viên gia đình là khuyến khích người ta tham dự hòa giải, tại vì đối với cái này là kinh phí gần như là không có, hỗ trợ chỉ một phần rất là nhỏ. Nên khi người ta tham dự cái công tác này thì vì cái mua miếng cơm manh áo nên người ta không có nhiệt tình trong cái công tác tham dự hòa giải nhiều, nên mình phải vận động người ta để gia đình người ta là ủng hộ, là hậu phương, khuyến khích nha, người thân của họ khi tham dự công tác hòa giải. Thì tuyên truyền cái việc luật hòa giải và tuyên truyền cái hòa giải ở trong nhân dân, từ đó nhân dân nắm được và nắm bắt được các cái thông tin. Còn đối với tổ hòa giải thì khi mà có những vụ việc tranh chấp ở thôn, mâu thuẫn tranh chấp ở thôn xảy ra thì như là các vụ việc như trộm cắp cà phê, cắp chó mèo, gà, vịt thì các cái tổ hòa viên ở cơ sở giải quyết ngay ở tại cơ sở. Và từ cái việc đó giải quyết ngay ở cơ sở thì đến cái việc là đưa lên các cái đơn thư đưa lên tới xã là rất hạn chế. Và chúng ta phải là qua một quá trình thì cái việc mà giải quyết mà các cái vấn đề tranh chấp hầu như là rất là ít. Công tác hòa giải cơ sở là việc làm tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại hết sức khó khăn và phức tạp. Có những vấn đề, người làm công tác hòa giải phải chấp nhận thiệt thòi và áp lực để thực hiện. Thế nhưng, vì trách nhiệm, họ vẫn sẵn sàng đảm nhận và coi đó là một hạnh phúc khi đóng góp được sức mình vì cộng đồng xã hội. Kết hợp với các ban ngành, mình làm cho nó tốt ở địa phương á. Để nâng cao cái hiểu biết của nhân dân lên, mình đóng góp vào cùng với này, bà con. Thì là, nhưng mà cái cơ bản là mình phải là cái người gương mẫu, phải là cái người có uy tín, thì mình nói dân mới nghe. Thì cũng có nhiều những cái sự việc xảy ra thì cũng kết hợp với các ban ngành, nên là tôi cũng ở bên cựu chiến binh nữa, nên là cùng các cái ban ngành đến để giải quyết. Cũng có nhiều những cái việc là giải quyết được, rất là tốt. Sau khi giải quyết xong thì dân người ta cũng rất là phấn khởi. Nhờ hoạt động của lực lượng làm công tác hòa giải cơ sở, những năm qua trên địa bàn tỉnh nhà
đã có hàng trăm, hàng ngàn vụ xích mích, va chạm, tranh chấp, kiện tụng trên nhiều lĩnh vực được giải quyết từ cơ sở. Nhiều gia đình không phải kéo nhau ra tòa, nhiều tập tục, hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được loại bỏ. Từ đó góp phần cho xóm làng bình yên hơn, đời sống trở nên tốt đẹp hơn.